Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Battle Royale Zombie vs Human nha anh em. Và chúng ta bắt đầu thế nào? Và nếu anh em nào thích video này hãy để lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go! Let's go game. Và mình sẽ nhận cái hộp này trước nhé, xem trong này có cái giày nào anh em ơi. CP Suji cho có nhân vật mới đây. Suji đây anh em, upgrade luôn anh em ạ. Ôi, con này có thể bắn súng được anh em nhá, bá đạo lắm đấy, level 3 luôn. Đôi khác hẳn với sau mấy thằng kia anh em ạ. Ơ chưa, chưa rồi, mình đang mình không sử dụng mấy rồi anh em. Wow, đánh nhau. Rồi. Nhợt. Rồi, ok. Thì ăn lại đấy đã anh em ơi. Chắc là phải di chuyển liên tục vào. Nhợt. Rồi. Chúng ta có 5 vàng, 5 chúng ta có 5 vàng anh em ơi. Tôi sẽ ăn hết cái đống này đã. Tính sao. Hồi máu đó. Có khối tao đi theo mày ấy nhá. Có cái bíp ấy nha. Ăn trước khi là đài nha. Start, chúng ta sẽ cộng lên power lên nha. Rồi, yeah boy. Từ. Có con ở bên kia đang đánh nhau anh em ạ. Thôi, né ra nha. Nhồn, yes. Ăn gà. Tuyệt vời, không mặt trời anh em ơi. Chúng ta đang có 11 cái này. Desetti. Cho anh nâng tiếp tục cái power nhá. Xong rồi nâng cái gì nâng. Oh my god. What the fuck. Nó khỏe lắm anh em ạ. Nó rất khỏe nhá. Từ thôi. Không biết gì đây. Tốc độ nhanh thế anh em. Nice. Thôi anh em ơi, chúng ta nên né ra anh em nhá. Khỏe vãi nồi à. Còn nó di chuyển hay lắm anh em ạ. Rất khó để đánh được luôn. Chúng ta sẽ cần phải lên level đã. Lên level trước anh em ạ, bọn nó rất khỏe. Phải nói bọn nó rất khỏe. Rất khó chơi. Gold, chúng ta sẽ nâng cấp cái power lên. Tiếp tục là power lên. Đánh đam khỏe hơn. Skill. Radar này sẽ phát hiện được tàng hình anh em nhé. Đánh tao á? Hay lắm. Tuyệt vời đấy anh em ơi. Đang đánh rất tốt luôn. Đánh nhau đi. Yeah. Chúng ta đang được dẫn đầu anh em nhá. Chúng ta đang rất khỏe luôn. Mình đang là vua anh em ạ. Chúng ta đang là vua. What the hell? Radar phát hiện kẻ địch anh em ơi. Chúng ta nhất rồi mà. Đảm bảo mình sẽ nhất luôn anh em ạ. Đỉnh của chóp. Vãi lồng, con này khỏe quá anh em ạ. I love game. Còn tí nếu
mình phải kiếm thằng nào mình đấm nó anh em ơi. Vàng 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 vàng. Hoặc là mình đánh con này trước đi anh em. Chỗ này là có cái đùi gà. Chỗ này nó có đùi gà. Ơ, không có nào à? Level up, level up, level up, level up. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Kiếm chỗ nào để mua cái gì đấy anh em ơi. Skill radar, không cần cái này đâu. Thật ra không cần. Mình không cần gì, mình cần đấy đâu anh em. Mình không cần mấy cái linh tinh. Start Speed Speed hoặc Disasty hoặc là cái gì đấy. Bất kể một cái gì đó. Sao tên của mình nó khá là củ chuối anh em ạ. Khá củ chuối, khá củ chuối, khá củ chuối, khá củ chuối. Ok, 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 ok. Ok, có một con nha anh em. Skill này. Lượn này. Hai con đang đánh nhau. Ui, ui, nguy hiểm quá anh em ạ. Thật sự là nguy hiểm. Ăn máu, ăn máu, ăn máu, ăn máu để té đã anh em ạ. Rút lui. Bọn nó cứ lao vào đánh nhau thì đánh thôi. Mình không phải việc gì mà phải cứ lao thẳng vào bọn nó làm gì cả. Dĩ nhiên anh em ạ. Sát thương to hơn. Mình đáng lẽ mình có thể thắng được nó rồi anh em ơi. Đố đuổi theo anh được ấy cưng. Oh, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi ôi, ôi 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 ôi. Có tí máu nè, chết rồi, quả này chết rồi. Quả này mà không ăn được thêm cái gì đó là mình tèo. Start xem có cái gì không, có strength không. Có máu thì ăn được máu anh em ơi. Phải sống đã, phải sống đã, phải sống đã. Quả đấy là hơi bị ấy nhá. Good it, go good it, go good it, go good. Tao chạy đố mày đuổi theo được luôn đấy. Nhớ. Teo game này. Khó chịu thật, thật sự là khó chịu. Mình không biết là có thắng được không đây. Tại vì là bọn nó trốn rồi. Bọn nó giết được nhiều mạng, nó té rồi, nó trốn hết rồi. Speed lên anh em ơi. Skill lên anh em ơi. Không có ai đây à. Má nó. Thua rồi, nó trốn hết rồi anh em. Chạy, chạy. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Vãi cả cứt thật. Má nó. Trời luôn là cực kỳ là khó chịu với con lúc này. Không biết là nào để đánh nhau con đâu lại luôn. Phải đánh nhau nhiều anh em. Cay cú, thật sự là cay cú với mình đấy anh em ơi. Không biết là làm nào đây. Lợn này, mấy bọn là đánh nhau kinh quá. Nó tàng hình rồi anh em ơi. Rồi. Hay thế nhở. Đấy ta làm cái gì? Còn
con này. Yes. Thôi. Đuổi á, đuổi tao cả ngày nhá cưng. Đuổi tao cả ngày nhé. Đuổi tao cả ngày luôn nhé. Power này. What the fuck luôn đấy. Thật sự là mình cũng chẳng biết là làm thế nào để đánh bọn này luôn. Lên level. Còn trơn này, mấy con này làm sao ăn được mình, thật sự luôn đấy, đủ ăn được luôn đấy. Power này, lên này, tiếp tục nâng cấp được power ranger. Xui ăn cái này giúp anh em ơi. Bây giờ còn 5 cái mình sẽ cần lên level trước anh em nhá. Nào, đánh bọn này cũng đơn giản thôi mà. Đến level tiếp anh em. Yes. Nhiều con nó khôn lắm, nó né hết skill luôn. Chúng ta chưa được top nhỉ? Con lợn nó tại sao tôi không được top ta? Chúng ta đánh gọi là siêu cận chiến anh em ơi. Đến đâu là giết đến đấy luôn. Chào mừng xoắn bọn nào nha. Gold Disasty. Level up. Mạnh nhất thế giới rồi anh em ơi. Flash gì đó đây. Có thêm một cái chiêu gì đó đây. Né hay là cái chiêu gì đây. Fever Time. Mình vẫn đang dẫn đầu mà anh em. Chúng ta giết được nhiều người nhất và chúng ta vẫn đang dẫn đầu mà. Xoắn gì bọn này, chẳng xoắn đằng nào cả nhá. Nhân 2, score sẽ nhân 2. Đánh nhá, cái gì vậy các bạn ơi. Start, ok, power lên tiếp tục. Càng ngày càng mạnh em ạ. Bá đạo, mình có một chiêu gọi là tốc biến. Tốc biến đến bất kỳ một cái chỗ nào đấy rất hay, dùng để cho truy đuổi thì bá đạo lắm ấy. Bá đạo rồi, ai thắng được mình nữa. Vào đây hộ tôi cái. Yeah, quá khỏe. Mấy con kia chỉ bắn lén thôi anh em ạ, chứ nó không thể nào mà ăn thua đối với mình, dĩ nhiên. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em, bye bye.